Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khảo em ơi. Lần này thì Khảo sẽ soi sơ đồ con cái bàn của Khảo cho anh em xem. Đây, nói chung thì nhiều anh em bảo Khảo là soi đồ tống kim cũng như là soi đồ cũng như là đánh trận tống kim cho anh em xem đi. Thì nói chung thì lâu lâu thì Khảo đánh thì cũng chuẩn bị năm bảy lắc thì đánh vẫn tốt là bình thường thôi anh em. Còn nhiều hôm không đánh được thì không có tốt thôi. Hôm nay thì cũng chuẩn bị 6 lắc là đánh rất ok anh em. Bộ 3 với lại thêm ít lắc tóc sát thương này nọ nữa. Hôm nay thì Khảo được top 4. 62k và 169 mạng và 11 đầu sơ và tử vong 18 lần và liên chạm 57. Nói chung tối nay đánh với bang hội thì cứ đi theo bang phọc thôi nè. Rồi, cho anh em xem sơ qua thì hiện tại hôm nay Khả đang có 4 kỹ năng vốn có nè. 4 kỹ năng vốn có là càng khôn 2 cấp, dòng băng chủ 1 cấp và phi phong 1 cấp. Là Khả đang có 4 kỹ năng vốn có nè. 4 kỹ năng vốn có. Rồi, đồ thì đây nè em ơi. Khả hiện tại đang sử dụng một set ăn bang hùng mỹ cũng tầm trung thôi, không được mát. 15-10 và nhẫn 29, nhẫn 27 và ngọc bội 264. Thì tính ra ngọc bội với gia truyền thì Khả được khán cả 19 thôi nè. Rồi hiện tại này, cái món đẹp nhất trong set đồ Khả là cái đai lưng 9x3 cấp và đặt móc 547 khi đi kèm với Ngammy thì lên được 120 làm chậm. Đó để khi đi kèm với Ngammy thì đặt 120 làm chậm cho nè. Cái đai lưng này thì hôm trước Khả ép gần 35 kim. Rồi, áo thì Khả đang mang áo phục hồi 50 đặt móc và với lại lái phòng thủ 30 nè, khá là châu. Đó, Khả đang mang áo đông cường, lái phòng thủ, phục hồi với lại phòng thủ bắt pin. Rồi bao tay thì đang bị mít cái dòng chó quá, đang định mua bao tay khác nè mà. Bao tay của Khả đang mang bao tay định khá nhưng mà có một cấp thôi, 30 chó thì mít quá. Rồi nón thì phòng thủ lý làm chậm. Rồi đôi giày thì chó kháng hỏa thôi nè, đó. Trong thì đỡ mà giao tranh cũng như đi tống kim thì cứ làm gì làm, anh em cố gắng đặt móc 80 chậm. Đó, 80 chậm từ đai lưng và nón. Kèm với Ngammy thì đặt 120. Kèm với Ngammy thì đặt 120. Ngammy được 33 nữa nha nào, thì đặt 120. Rồi, cái bóng thì Khả đây. Tóc 30, sẽ thương 48. Và mắt pin khá là đẹp. Ở con ngựa này thì Khả đang mang ngựa thời hạn khá là cao 7 nè mà. Đó, giờ thôi nè. Chón thì lấy từ đôi dây và bao tay. Thì nói chung bao tay này xịn quá, chỉ được 70 chón thôi nè. Đi với Ngammy thì được 100 chó. Còn nếu mắc Ngammy thì chỉ có 70 chó thôi. Rồi ok rồi thôi anh em, set đồ khá là bình thường thôi. Như anh em để ý sơ qua thì set đồ này của Khả thì set đông bang này tầm hơn 2 triệu. Đai lưng này tầm hơn 4 triệu. Áo này khoảng tầm 1 triệu. Bao tay này khoảng tầm 300 nghìn thôi nè. Bao tay này xịn quá, bán thì chắc cũng 300 nghìn thôi. Nón này cũng tầm 300 nghìn, 200-300 nghìn thôi. Đôi giày này cũng vậy, 200-300 nghìn. Còn cây vũ khí này thì chưa vắt sáng. Cây vũ khí này khoảng tầm 700 nghìn thôi. Đó, tổng giá trị đồ Khả tầm như đó thôi. Trong thì tổng hết cái đồ này thì trên dưới chưa tới 10 triệu đâu nè. Đó. Chưa tới 10 triệu đâu. Rồi, anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đó, ok cho anh em. Hôm nay đánh tung kim khác ok. Đừng quên cho một like, một chia sẻ kênh nha anh em.